Trời ơi nhớ có cái bánh mì. Ta biết thêm được quá nhiều thứ. Chẳng cần phải kể ra đây thì ai cũng biết luôn rồi. Ôi hỡi ơi nó thật là hay. Người ta giải thích cái bánh mì, nó chẳng phải là thứ cần thiết, chẳng phải thực phẩm cho mua, mà em chỉ biết kêu trời khi chiếc xe nó bị tạm thu. Ai ơi, nào ai có muốn ăn mì, nào ai có thích bánh mì, nó nào dễ nuốt trôi đâu. Nhưng do số phận mà trời ban cho, kiếp nghèo chỉ cần sao no, nên nhiều khi phải nuốt trừ cơm. Giờ đây thì đúng sai thế nào, tất cả mọi người cũng đã biết. Giờ thì chỉ cầu mong sao trời cao cho hết dịch này, ta tự do thoải mái mà mua. Giải thích cái bánh mì, nó chẳng phải là thứ cần thiết, chẳng phải thực phẩm cho mua, mà em chỉ biết kêu trời khi chiếc xe nó bị tạm thu. Ai có thích bánh mì, nó nào dễ nuốt trôi đâu. Nhưng do số phận mà trời ban cho, kiếp nghèo chỉ cần xảo no, nên nhiều khi phải nuốt trừ cơm. Giờ đây đúng sai thế nào, tất cả mọi người cũng đã biết. Giờ thì chỉ cầu mong sao trời cao cho hết dịch này, ta tự do thoải mái mà đi. Giờ đi chỉ cầu mong sao trời cao cho hết dịch này, ta tự do thoải mái mà mua.